Không ngờ đứa trẻ tôi nhẫn tâm bỏ rơi năm xưa, bây giờ lại chính là... Tôi run lẩy bẩy, nước mắt giàn giụa. Tôi âm thầm đi xét nghiệm. Tôi hồi hộp từng giây từng phút. Để rồi hôm đó tôi phải vỡ òa ôm tờ giấy và khóc thét lên. Đúng là con tôi rồi, con ơi mẹ xin lỗi. Tôi đã từng có quá khứ lầm lỗi. Tôi yêu một người mà quên cả bản thân mình. Nhưng cái mà tôi biết mình có bầu gần 3 tháng cũng là lúc anh dứt áo ra đi đòi lấy vợ. Cô ta giàu có chứ không nghèo khó như tôi. Tôi đau khổ bấn loạn, đợt đó cô bạn thân của tôi báo vào nhà thờ nhờ các sơ chăm sóc. Nếu sinh con tôi không nuôi được sẽ có người nhận nuôi giúp. Tôi đã làm như vậy vì tôi không đủ can đảm để bỏ con đi. Bao ngày tháng tôi sống trong đau khổ, sợ hãi. Tôi dường như đã phát điên với những gì đang diễn ra. Nỗi đau phản bội khiến tôi không sống, sống không bằng chết. Cộng thêm một cái thai cứ ngày ngày lớn lên. Ngày con ra đời, tôi ôm con và cứ thế khóc nấc. Dù thương nhưng vẫn phải từ bỏ nó vì khi ấy tôi chưa có gì trong tay cả. Ở quê bố mẹ quá nghèo khó. Tôi lao đi kiếm việc làm và suốt ngày làm quần quật để quên đi mọi nỗi đau. Thời gian sau tôi gặp chồng mình bây giờ. Bạn tôi giới thiệu cho tôi vào làm chỗ anh ấy. Đó là một người đàn ông cao to, điềm tĩnh, rất tâm lý. Sau một thời gian tiếp xúc thì chúng tôi trở thành bạn tâm giao. Tôi nghe anh tâm sự chuyện của anh, còn tôi chưa một lần nào dám kể về quá khứ khủng khiếp của mình. Nhưng có lẽ anh nhận ra tôi đau khổ vì nó nhiều như thế nào. Sau hơn một năm quen biết, anh ngỏ lời yêu tôi. Tôi bối rối suy nghĩ rất lâu, phải đến nửa năm sau tôi mới đồng ý. Bạn tôi vẫn hay bảo, phạm sai lầm không có nghĩa là không có quyền hạnh phúc. Mày cứ đón nhận đi, cuộc đời mày đau thương như vậy là đủ rồi. Đúng là cuộc đời tôi có nhiều trắc trở, nhưng điều tôi thấy may mắn nhất đó là có một người bạn thân như Nga. Nga thánh thiện, trong sáng và luôn sống vì người khác. Tôi mang nặng đẻ đau, chính Nga là người đã ở bên cạnh tôi. Tôi tin tưởng nó hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Từ ngày xa con, tôi thấy rất nhớ, rất đau lòng. Nhưng chưa một lần nào mẹ con tôi gặp lại nhau, vì bé đã được đưa đến nuôi ở một nơi xa xôi. Tôi nghe bạn tôi bảo nói thế, xót xa nhưng vẫn phải cố gắng mà quên. Tôi lấy chồng sau 3 năm vật vã vì những tổn thương trong quá khứ. Chồng rất yêu thương tôi, anh nhẹ nhàng ân cần khiến tôi không có cảm giác hụt hẫng bị bỏ rơi như nhiều người phụ nữ khác. Đêm đêm chồng tôi ôm tôi thật chặt vào lòng để tôi có thể ngon giấc. Ngày tôi có bầu anh vui mừng khôn xiết, đó là một bé trai đáng yêu. Nhưng khổ nỗi lúc tôi sinh bị băng huyết quá nhiều suýt mất mạng. Hơn nữa sức khỏe của tôi yếu, bác sĩ cũng như người nhà được một phen hú vế. Sau lần suýt mất vợ, chồng tôi không hề dám đề cập đến vấn đề sinh con. Dù rằng tôi biết anh vẫn mong có một cô công chúa. Tôi vẫn ngày ngày nhớ đến đứa con bé bỏng ngày xưa của mình. Nhiều lần trốn vào nhà vệ sinh để khóc. Tôi lo sợ chồng biết chuyện quá khứ, thú thực dù bề ngoài tôi luôn tỏ ra hạnh phúc nhưng trong lòng tôi rất bất an. Rồi một ngày đẹp trời, chồng đưa về nhà một cô bé 5 tuổi. Nó xinh xắn và đáng yêu vô cùng. Lúc này tôi sốc tột độ, tôi u ớ nhìn anh. Con ai đây anh? Chồng tôi trả lời. Từ nay nhà mình sẽ có thêm một thành viên mới. Bé mồ côi anh gặp. Anh thương nên anh nhận về. Anh và em đều thích có con gái mà. Tôi nghe xong liền hóa đá, tôi hét lên. Em có thể sinh con cho anh mà, sao anh không bàn bạc gì với em? Tại sao anh lại làm vậy, hay nó là con riêng của anh? Chồng nhìn tôi, bặm chặt môi. Con bé nước mắt lưng tròng ái ngại. Anh bảo nó vào phòng chơi với em rồi quay lại lên tiếng. Anh không muốn mất em không nghe bác sĩ nói gì sao? Sức khỏe của em không tốt, sinh con nữ sẽ rất nguy hiểm. Em không thấy đứa bé này rất đáng thương hay sao? Mình nhận nó đi em. Anh yêu em và anh không hề có con riêng như em nghĩ. Nếu em muốn, em có thể đi xét nghiệm ADN. Tôi ngồi thụp xuống, tôi nhớ con, đầu óc quay cuồng. Khi tôi nhận ra một đứa bé về nuôi như vậy thì con tôi đang ở đâu? Nó đang sống ra sao? Nó cũng trạc tuổi đứa bé mà chồng tôi đưa về. Càng nhìn đứa bé ấy lòng tôi lại càng quặn đau. Tôi không dám nhìn sâu vào mắt nó. Nó rất mến em, ngày nào nó cũng quấn quýt lấy con trai tôi. Có lúc tôi bị trầm cảm nặng, tôi cáu gắt và gạt tay nó ra. Nó nhìn tôi lấm lét từ sau cánh cửa, nó ngoan, rất đáng thương. Nhưng tôi thật sự khó chấp nhận nó.
Còn chồng tôi thì yêu thương con bé vô điều kiện. Tôi lúc ấy thấy ghen tị thay cho con tôi. Thằng bé tôi mới biết nó suốt ngày bi bồ gọi chị. Còn tôi cứ thế như kẻ mất hồn. Rồi một ngày tôi ốm vì tâm bệnh. Hôm đó miệng lưỡi tôi đắng ngắt, tôi khó nhọc lết người dậy. Cũng có lúc tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chồng. Cô ấy đổ bệnh rồi em à. Gần 3 năm nay cô ấy chưa được ngủ một giấc cho ngon. Anh có nên nói sự thật con bé là con cô ấy hay không? Nghe đến đó tôi rụng rời chân tay, lảo đảo bước vào phòng, tay luôn che miệng sừng sốt. Lẽ nào anh ấy đã biết chuyện quá khứ của mình rồi sao? Vậy đứa bé gái chồng nhặt về nuôi đó chẳng lẽ nó là con mình đứt ruột đẻ ra sao? Không thể nào. Tôi run lẩy bẩy, nước mắt giàn giụa. Tôi cố ăn uống cho khỏe lại rồi âm thầm đi xét nghiệm. Tôi hồi hộp chờ từng giây từng phút. Để rồi hôm đó tôi vỡ òa ôm tờ giấy và khóc thét lên. Đúng là con tôi rồi, con ơi mẹ xin lỗi. Tôi mệt nhọc đi ra khỏi bệnh viện. Tôi tự hỏi chồng mình đã biết từ bao giờ, sao anh lại bao dung đến như vậy. Hôm đó Nga đã nói cho tôi hết mọi chuyện. Nó bảo anh biết hoàn cảnh của tôi từ khi hai người chưa gặp nhau. Nhưng anh vẫn yêu tôi, anh thấy tôi đau khổ quá nên đã cắt công đi tìm và nhận nuôi con bé. Chỉ là chưa dám nói cho tôi về sự thật này. Hai đứa cứ ôm nhau mà khóc. Tôi thấy quá bất ngờ và vui quá. Hôm đó tôi cứ ôm lấy con bé mà hôn mà âu yếm. Chồng về nhà thấy thế bỗng dưng mắt anh cay cay rồi anh ôm lấy ba mẹ con tôi. Tôi không biết kiếp trước mình đã làm gì mà kiếp này gặp được một người đàn ông tốt như vậy. Từ nay tôi có thể ôm chồng con mà ngủ yên giấc rồi. Tôi không biết phải làm gì để cảm ơn người đàn ông tuyệt vời này. Cứ nghĩ đến thôi là tôi đã bật khóc vì quá hạnh phúc. Nhẫn tâm bỏ con vì nhìn mặt như khỉ đột. Một cặp vợ chồng đã khóc cạn nước mắt sau 2 năm trở lại. Câu chuyện tưởng đùa nhưng hoàn toàn có thật đến từ một cặp vợ chồng ở Trung Quốc. Theo lời kể lại của những người dân địa phương, 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, luôn mong ngóng chờ con chào đời, nhưng cặp vợ chồng này đã nhẫn tâm bỏ đi đứa bé trong vài phút chốc. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt con vì nó cho rằng nó chẳng khác gì người ngoài hành tinh. Sau khi bỏ con lại trước cổng chùa, cả hai khăn gói bỏ đi biệt xứ. Thế nhưng dù đã cố gắng nhưng người vợ cũng không thể mang thai thêm một lần nữa. Để rồi cặp vợ chồng này đã phải khóc ròng vì hối hận khi gặp lại đứa con đã bị mình ruồng bỏ 2 năm trước đó. Nhờ sự chăm sóc của các sư thầy, đứa bé đã lớn lên phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Nhưng điều bất ngờ hơn là khuôn mặt nhăn nheo khi xưa đã được thay thế bằng một cặp má bánh bao rúng phính. Không chỉ vậy, em bé còn được sống trong tình yêu thương của các sư thầy và người dân địa phương. Đây có lẽ là niềm an ủi lớn nhất của đứa trẻ đã bị chính bố mẹ đẻ của mình bỏ rơi. Sau khi nhìn thấy đứa con ngày càng lớn càng đáng yêu, cặp vợ chồng đã muốn ngỏ ý xin lại, nhưng nhà chùa nhất quyết không đồng ý. Thế mới thấy, đôi khi hối hận cũng chẳng thể giúp ích được điều gì. Một phút sốc nổi sẽ phải trả giá đến hết cuộc đời. Người mẹ nhẫn tâm từ chối nhận nuôi con chỉ vì con quá xấu. Một bà mẹ người Nga xinh đẹp đã tuyên bố không nuôi đứa con gái tâm thần của mình trừ khi cô bé được phẫu thuật thẩm mỹ. Cô bé Katya sinh ra đã bị tàn tật và tâm thần không được bình thường. Các bác sĩ ở Ayo Nga đã tin rằng cô bé không thể sống sót quá vài ngày. Cô Nadeya là mẹ của cô bé đã được thông báo về tình hình của con gái sau khi sinh xong. Là một bà mẹ đơn thân lại có tận 3 đứa con trai phải chăm sóc, cô đã chọn cách đơn giản nhất đó là bỏ lại đứa trẻ cho bệnh viện. Khi Kata bị bỏ lại ở bệnh viện và sau đó, các bác sĩ đã bàn giao trường hợp này cho các nhân viên xã hội. Không biết là may mắn hay bất hạnh, cô bé vẫn sống sót nên sau đó được đưa vào một trại trẻ mồ côi và giờ đây đã trở thành một thiếu nữ 16 tuổi. Về phần người mẹ, Nadia phân bua rằng cô tưởng đứa trẻ không sống được như lời các bác sĩ nói và lần đầu tiên cô biết đến sự tồn tại của con gái là khi nhận được một lá thư từ trại trẻ mồ côi. Tại thời điểm đó, đứa con gái bất hạnh của cô đã là một thiếu niên
Nếu cô ta không đồng ý nhận nuôi thì cả ta sẽ bị đưa vào trại tâm thần khi tròn 18 tuổi. Khi tới gặp con gái sau bao năm xa cách, bà mẹ 41 tuổi này đã rất kinh hoàng khi nhìn thấy mặt con bé, bởi con bé quá xấu xí. Lương tâm người mẹ khiến cô vẫn muốn đưa cô bé đáng thương về nuôi hơn là để con gái mình chết già trong trại tâm thần. Tuy nhiên, bà mẹ kỳ lạ này lại đưa ra một điều kiện hết sức bá đạo. Cô ta sẽ chỉ nhận con về nuôi khi mà các ta được phẫu thuật thẩm mỹ. Bà mẹ bốc lửa này đang cố gắng tìm một bác sĩ thẩm mỹ chịu phẫu thuật miễn phí cho con mình. Theo như người mẹ này thì cô không thể chịu đựng được nếu như phải nghe mọi người trong làng xì xào về vẻ ngoài xấu xí của cô bé. Cô bé cắt ta đáng thương không những phải mang hình hài xấu xí với mũi và tai bị biến dạng, mà còn gặp khó khăn trong giao tiếp. Tuy nhiên, những nhân viên xã hội chăm sóc cho cô bé chia sẻ, cô bé rất đáng yêu và biết quan tâm đến người khác. Cô Kristina Isava làm việc cho quỹ từ thiện Me Without a Mother khẳng định rằng tổ chức của cô đang cố gắng hết sức để quyên góp tiền phẫu thuật và hy vọng rằng có một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ từ Moscow có thể phẫu thuật cho cô bé với chi phí thấp hoặc thậm chí là miễn phí.